Người đàn ông này đang điên cuồng đập chiếc búa nặng 100kg xuống sàn nhà. Mỗi nhát búa chứa đựng bao nhiêu sự phẫn nộ. Anh gạt lớp đá vụn và lấy một chiếc hộp đầy bụi ra khỏi mặt đất. Bên trong chất đầy các loại vũ khí siêu hiện đại. Anh ta chính là John, một sát thủ đỉnh của Chop, từng giết chết 100 người chỉ bằng một cây bút chì. Náo động trong các băng đảng giang hồ chợ lớn, người ta thường gọi anh là ông Ba Bị. Nhưng từ khi gặp được người vợ hiện tại, thì John Wick đã rửa tay gác kiếm, không muốn chơi cùng mấy đứa trẻ trâu nữa. Nhưng cuộc sống yên ổn chưa được bao lâu thì vợ anh mắc bệnh ung thư đầu, đã ra đi cùng các cụ, để mình anh và một con chó. Từ đó con chó cũng là người thân duy nhất của John Wick. Hôm đó, khi John đến cây xăng đổ xăng, chưa kể gần đây giá xăng lên cao, mà không ngờ rằng anh còn gặp một tên côn đồ ở góc phố. Một tên lưu manh ăn cơm nóng còn khóc lại nhìn trúng chiếc Mustang 69 của John. Nó hống hách lên đến gần rồi nói rằng sẽ dùng $50 để mua lại nó. John không muốn phí lời với hắn ta nên không thèm nói gì mà liền lái xe đi. Còn hai tên lưu manh này thì quay ra nhìn nhau cười. Nhìn mặt thằng cháu đần thối ra thế này thì chắc chắn nó không dễ dàng từ bỏ chiếc xe như thế. Đêm đó, đang ngủ thì John bị tiếng chú chó kêu bên dưới nhà làm cho tỉnh giấc. Theo tiếng kêu anh đi xuống dưới lầu, nhưng không ngờ rằng anh lại bị người khác đánh ngất. Sau khi đèn được bật lên thì John liền bị cho một đạp vào bụng. Chúng nó lao vào tấn công úp sọt đến không ngóc đầu lên được. Sau đó, chưa đợi anh kịp phản ứng lại, đối phương đã cho anh một cú vào mặt, lập tức đá bay 4 cái răng cửa của John, và vô duyên nhất là con chó của anh, chẳng làm cái quần què gì, cũng bị chúng nó đấm chết đem về cùng lá mơ và vài cọng xả. Từ trong phòng, thanh niên không một động tác thừa, vạch mặt nạ ra hỏi anh chìa khóa xe đâu. Sau đó hạ một cú knock out cuối cùng, khiến John ngất ngay tại chỗ. Sau đó bọn chúng lái chiếc xe yêu của John đến gara ô tô và yêu cầu sửa lại vài chi tiết mà nó muốn. Chủ gara sau khi nhìn thấy con xe thì đã ngờ ngợ cho đến khi thấy biển số xe. Anh biết rõ chủ nhân của chiếc xe là ai, nhưng người bước xuống lại không phải John Wick. Nhanh chóng đi đến gần và hỏi thằng cháu đã làm gì để có được chiếc xe này từ chủ nhân của nó. Khoe ra rằng mình đã giết chết con chó của chủ nhân chiếc xe và tẩn cho anh một trận đến má còn không nhận ra. Ông chủ sau khi nghe xong thì đái cả ra quần và thông báo cho nó một tin. Đó chính là từ giây phút này, nó chỉ được về thăm nhà 2 lần trong năm, đó là mùng 1 và ngày rằm. Sẽ có một cuộc chiến đẫm máu sẽ xảy ra. Không lâu sau, ông chủ Aurelio lập tức gọi điện cho Vigo. Ông ta hỏi tại sao mà Aurelio lại đánh con trai ông ta, hút mặt mà éo thèm nể mồm. Thì ông cũng nhận luôn chính là mình đánh thằng nhóc báo đời đó. Lý do vì cậu ta trộm con xế của John Wick, đã vậy còn giết chết con chó của anh ta nữa. Sau khi nghe sự việc thì gương mặt của Vigo trở nên chết lặng và tê liệt. Thế là ông lập tức ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm đứa con trai vô dụng của mình. Sau đó qua 7-7-49 phút, John cũng đã tỉnh lại từ trong cơn đau. Anh đau đớn mà vuốt ve xác của chú chó nhỏ, vì đó chính là người bạn đồng hành mà người vợ đã để lại trước khi rời khỏi thế giới này. Nhưng không ngờ được là lại bị tên lưu manh kia giết hại một cách không thương tiếc. Và quả nhiên không lâu sau đó John đã tìm đến cửa hỏi thăm. Ông chủ cũng trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, khuyên John hãy để chuyện lớn hóa nhỏ, xé nhát vứt đi, đừng để mấy thằng nhóc làm ảnh hưởng đến danh nghĩa anh em. Và nguyên nhân chính là vì tên đại ca xã hội đen Vigo. Nhưng John đã hạ quyết tâm nên không thể thay đổi được. Sau đó anh liền đạp ga rời khỏi đó. Lúc này thanh niên vẫn còn đắc ý mà bước đến trước mặt bố mình. Vigo không nói lời nào mà tiến lên đấm cho cậu nhất dương chỉ. Éo hiểu sao lại có đứa con ngu đến thế này. Biết thế đẻ sừ hột vịt lộn ăn cho ngon, chứ giờ nó báo quá trời quá đất. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để ông hạ cục tức này. Ông lập tức cởi đồ ra rồi đấm cho hắn một trận. Thật là chưa từng thấy con chim nào chọc vào tổ ong vỏ vẽ mà vẫn bình thường như thế này nữa. Ai chứ, hắn ta là cái quần què gì chứ? Cái quần què mà mày động vào chính là John Wick đó. Vigo hiểu quá rõ sự đáng sợ của John và cách giết người tàn nhẫn của anh. John mở chiếc dương lên, giang hồ yên bình suốt 30 năm, cuối cùng lại sắp có một trận mưa đẫm máu nữa đây. Anh vốn là một sát thủ đã bỏ nghề, nhưng chỉ vì chú chó yêu quý của mình bị sát hại, nên anh quyết định tái xuất giang hồ. Anh cầm vũ khí lên, định ra khỏi nhà, thì lại nhận được điện thoại của lão đại Vigo. Rõ ràng là lão ta đã rén thật rồi. Lão cầu xin John giơ cao đánh khẽ, tha cho con trai mình một mạng. Còn John thì trầm ngâm không nói gì rồi trực tiếp cúp điện thoại. Vigo biết được chuyện này đã không thể nào thỏa hiệp được nữa, nên đã quyết định sai đàn em ra tay trước. Sau đó lão liền sai sát thủ tấn công. Đám côn đồ tự tin bước những bước nhỏ, trên tay cầm theo súng và tiến vào trong nhà John. Nhưng họ không biết rằng điều này đã được John phát giác ra. John vội vàng tắt công tắc rồi xông ra khỏi phòng. Anh chỉ nổ có 6 phát súng cũng đủ khiến 7 tên sát thủ về với các cụ. Tiếp đó anh nhảy xuống cầu thang và liên tiếp bắn hạ mấy tên khác.
Anh trốn vào một góc để thay đạn giảm sốc. Tiếp đó một cánh tay cầm súng thò ra nhưng đã nhanh chóng bị anh hạ gục. John nhấc hắn qua vai rồi vật cái phịch xuống đất. Sau đó rắc một tiếng. Thôi đi luôn cái cánh tay. Rồi sau đó cũng bị anh tiễn đi chân lạnh toát. Đột nhiên một bóng đen xuất hiện. Nhưng chưa đợi cho hắn cơ hội nổ súng thì đã bị bắn trúng đầu. Tên sát thủ còn lại vốn định chơi trốn tìm, nhưng xui cho hắn là John không bị cắn câu, lại còn đến gần đánh cho hắn một trận rồi triệt sản cho hắn luôn, rồi sau đó liền tiện chân đá cho hắn một cái cút ra khỏi nhà. Nhưng anh chưa đi được mấy bước thì một tên sát thủ đột nhiên xuất hiện, một tên côn đồ liền lao đến tấn công lén, nhưng vì quá vụng về nên đã bị anh vật qua vai rồi ném phịch xuống đất, lại dùng dao đâm qua bụng, tiễn hắn đi luôn. Lúc này bên ngoài ánh đèn nhấp nháy, John vừa mở cửa ra xem thử, thì ra là cảnh sát tuần tra. Cảnh sát ghé đầu nhìn vào bên trong nhà thì liền thấy mấy xác chết nằm la liệt trên mặt đất. Quay lại nghề rồi sao? Không có, chỉ là đang dọn dẹp đồ đạc mà thôi. Nhìn cách cảnh sát nhắm mắt làm ngơ trước hành vi của John, cũng đủ biết được anh đáng sợ đến mức nào. Sau khi biết được đám sát thủ đã bị tiêu diệt hết, trong lòng Vigo liền cảm thấy hốt hoảng. Thế là lão lập tức ra lệnh cho thuộc hạ phát lệnh thưởng 2 triệu đô để lấy đầu của John. Thậm chí lão còn đích thân đi gặp một tên sát thủ, mà đó chính là ông lão với đôi mắt xanh, sống mũi cao và khuôn mặt nhăn nheo. Đừng nhìn thấy ông có vẻ yếu đuối, vì thực ra năm đó ông đã từng là bạn chiến vào sinh ra tử với John, và quả nhiên dưới sức mạnh của đồng tiền, Marcus đã đảm nhận công việc này. Vì để đảm bảo an toàn của mình, John đã chuyển đến sống trong khách sạn bảo toàn tính mạng. Tại sao lại gọi là khách sạn bảo toàn tính mạng chứ? Khách sạn này có một quy tắc đặc biệt, bất luận bạn có phải là người trong băng đảng hay không, cũng không biết bạn có thâm thù đại hận lớn đến cỡ nào, chỉ cần đến ở trong khách sạn này, thì khách sạn sẽ bảo đảm an toàn cho bạn. Từ đây có thể biết là thực lực của ông chủ khách sạn này vô cùng hùng hậu. Đêm đó, John đến một câu lạc bộ tư nhân, nhưng không phải là để ăn chơi nhảy múa, mà là đến để giải quyết gọn lẹ thằng con trai Iosef của lão Vigo. Một tên vệ sĩ vừa bước ra khỏi phòng tắm, trong miệng còn không ngừng ngân nga, yêu dáng vẻ một mình đi trong hẻm tối của em. Nhưng sau đó, hắn ta đã bị John đánh thẳng vào mặt. Đối phương đứng dậy chửi thề, fuck you. Thế là John liền cho hắn một cú triệt sản luôn. Thế là đối phương chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời anh. John liền đến phòng tắm. Tên vệ sĩ đầu chọc chưa kịp phản ứng lại thì đã bị John đâm chết luôn. John vượt qua muôn vàn lớp vệ sĩ, giải quyết hết đám đó dễ dàng. Cho dù có bao nhiêu tên vệ sĩ đi nữa, thì cũng chỉ có thể là bàn đạp để John trả thù mà thôi. Iosef nhìn thấy John thì sợ đến nỗi tè cả da quần, thế là hắn liền quấn một mảnh vải trên người rồi chạy vào trong đám đông. Sau khi biết được John đã đến, đám đệ liền xông vào tấn công, thế là hai bên lập tức diễn ra một trận đấu trúng trong vũ trường. John bắt phát nào trúng phát đó, lập tức vũ trường vang lên những tiếng hú, hét, tiếng của DJ. Còn tên Iosef dưới sự hỗ trợ của đám vệ sĩ thì đã thành công tháo chạy. Trong trận chiến khốc liệt này, John cũng bị trúng một viên đạn. Ngay khi John đang băng bó vết thương, thì một họng súng đại bác đã nhắm chuẩn vào đầu John. Người đàn ông này đang cầm một khẩu súng bắn tỉa trong tay. Ngay khi hắn chuẩn bị giết con mồi bằng một phát đạn, thì một tên sát thủ liền xuất hiện trước cửa khách sạn. Marcus lập tức nổ súng bắn vào gối, nhắc nhở John ngồi dậy để bảo toàn tính mạng. John nhanh chóng đứng dậy để tránh những phát súng của nữ sát thủ. John liền lấy vải quấn quanh cổ tay đối phương, rồi ấn đối phương vào tường để trà sát. Dám ra tay ở khách sạn bảo toàn tính mạng này thì cô sống cũng quá lâu rồi đó. John ném cô ta qua vai và vật phịch xuống đất, nhưng người phụ nữ này cũng không phải dạng vừa đâu, mà lập tức ra chiêu của mình tấn công John. Cô dùng tất cả các loại chiến thuật cào để tẩn cho John một trận. John luôn thương hoa tiếc ngọc, nhưng không ngờ được là đối phương lại là hoa hồng có gai. Thế là John nén đau đớn ra tay, anh dùng vải lau chân quấn chặt đầu của đối phương, đấm thẳng cho cô ta một cú rồi nhấc lên đập vào kính. Đúng thật không hổ danh là một nữ tặc nha. Sức sát thương của trận chiến này lớn đến vậy mà vẫn có thể sống được. John liền túm lấy cổ của đối phương rồi bắt cô ta nói ra chỗ của tên Iosef. Sau khi biết được chỗ của hắn ta, John liền đánh cho cô ta một cước ngất lịm đi. Ngày hôm sau, John đi thẳng vào một nhà thờ. Cha ở đó liền đi lên hỏi thăm anh nhưng lại bị anh cho ăn một phát đạn. Sau đó anh cho từng người ở đó về với Tây Thiên hết. Tiếp đó anh dẫn cha xứ đến kho tiền của tên Vigo. Mấy tên tiểu tốt đi đến thăm dò nhưng lại bị John bắn ngay đầu. John nhìn hàng tấn tiền giấy trong đó mà không chút động lòng, rồi trực tiếp châm lửa đốt sạch chúng. Dưới ống kính quay chậm, dáng vẻ tự tại của anh không từ nào có thể diễn tả được. Sau khi biết kho tiền đã bị đốt sạch, Vigo liền vội vàng dẫn người qua đó. Nhưng vừa xuống xe thì một tiếng súng từ xa đã vang lên, và sau đó màn đấu súng giữa hai bên liền nổ ra. John cầm súng lên rồi liên tục bắn văng văng văng. Viên đạn đó dường như X8 nên bắn bách phát bách chúng, không trượt phát nào.
Một trận chiến diễn ra vô cùng quyết liệt, quả đúng thật là sát thủ đỉnh của Chop. Chỉ trong thời gian ngắn anh đã xử hết đám tiểu tốt mà không sót tên nào. Ngay khi John đang điên cuồng xả đạn, thì một chiếc xe đột nhiên tông thẳng vào khiến anh bay ra xa 500m. Đợi đến khi John tỉnh lại thì đã bị Vigo trói lại rồi. Hắn ta vô cùng phẫn nộ, chỉ vì một con chó, mà anh không những tổn thất 800 tên thuộc hạ của hắn, mà còn đốt sạch số tài sản hàng triệu đô của hắn. Mà tất cả những điều này đều là do thằng con trai vô dụng của lão gây ra. Chính lúc John phát tiết thì một chiếc túi ni lông bịt chặt vào đầu anh. Chính lúc John sắp ngộp thở thì Marcus lại ở phía xa cứu mạng anh. John liền lấy hết sức lao vào đánh mấy tên côn đồ, nhưng hai tay bị trói chặt nên anh vẫn đành phải chịu bất lợi. John cắn chặt ngón cái của đối phương rồi ấn chặt hai mắt của đối phương. Sau hai chiêu đối phương đã không còn sức chiến đấu. Tiếp đó anh liền đứng dậy dùng chân cho hắn một chiêu chí mạng. Và thế là cuối cùng hắn cũng về với các cụ rồi. Sau đó anh liền xông ra ngoài cửa lớn rồi bắn loạn xạ vào xe của tên Vigo, khiến tên tài xế nghèo ngay tại trận. Còn Vigo chỉ đành nhếch nhác chui ra ngoài. John ép hắn nói ra chỗ của thằng con trai vô dụng. Lúc đầu đối phương còn cứng miệng, thế là John trực tiếp bóp cò nên hắn đã phải mở miệng nói ra. Sau khi có được đáp án, John liền tha cho đối phương một mạng. Lúc này tên Iosef đã điều động một lượng lớn sát thủ, rồi bày sẵn thiên la địa võng ở đó. John cầm một khẩu súng bắn tỉa và bắn từng tên một từ xa. Sau đó liền cho nổ chiếc xe đối phương định dùng để chạy trốn. Iosef bị dọa đến thần hồn điên đảo, hoảng loạn chạy vào trong một nhà kho. Cho đến lúc này hắn mới biết được rằng mình đã động nhầm người. Nhưng giờ đã quá muộn rồi. John không nói nhiều liền nổ súng bắn vào đầu hắn rồi ung dung rời đi. Bởi vì do sự sơ suất trong quản lý của khách sạn, nên John đã lập tức được bồi thường một con xe thể thao. Má ơi, con xế này cũng không tồi nha. Sau khi đã trả thù xong, John liền cảm ơn Marcus đã âm thầm giúp đỡ mình. Nhưng khi hai người vừa tạm biệt thì một đám sát thủ liền tìm đến Marcus. Thì ra tên Vigo đã phát giác ra chuyện mình bị phản bội. Vì Marcus đã ra khỏi giang hồ nhiều năm, chân tay cũng không còn linh hoạt nữa, nên rất nhanh đã bị đối phương ám sát. Vigo không thể nào giải tỏa hết sự bực tức của mình, nên hắn đã lập tức bồi thêm những đòn đau đớn nữa cho Marcus. Sau khi biết được Marcus bị hại, cơn giận trong John lại bùng nổ thêm lần nữa. Anh lái xe với tốc độ 300 mã lực một giờ để đến đó. Khi tên Vigo cho rằng mình đã an toàn, thì một chiếc xe từ phía sau đâm mạnh đến. John trực tiếp dùng một tay thao tác bắn chết mất tên tiểu tốt. Tên tài xế ý thức được sự đáng sợ của John, đang định dùng súng chĩa vào anh, thì John vòng đuôi xe đâm thẳng vào người hắn. Khi John đang tiễn hắn về Tây Thiên thì tên Vigo liền lái xe đâm đến. Chính lúc nguy cấp, John nhảy khỏi xe chạy thoát. Lúc này trời đổ mưa lớn. Hai người quyết định giải quyết hết tất cả dưới mưa. Tên Vigo liền hét Demacia để dọa John rồi ra chiêu loạn cao cao, nhưng lại đánh trượt hết. John liền tấn công lại, chỉ hai cước thôi đã đẩy lùi lão ta. Sau đó lại vật lão qua vai rồi đáp phịch xuống đất. Cục diện lúc này quả thực vô cùng căng thẳng. Vigo liền lấy ra con dao bổ dưa dài 5m chém liên tiếp vào không trung. Không khí giữa hai người lúc này vô cùng nghẹt thở. Để cho đối phương một lý do để chết, John liền đâm thẳng vào bụng mình. Sau đó rắc một cái, đi luôn cánh tay của đối phương. Lão Vigo khua tay phải đánh John, anh liền rút con dao ra đâm trúng vào ngực của hắn. Lúc này thì đối phương gục thật rồi. Cuối cùng trong làn mưa lớn, anh rơi nước mắt rời đi. John bị thương đến cửa hàng thú cưng để băng bó vết thương. Khi anh đang định rời khỏi đây, thì lại phát hiện ra một con chó pitbull bị mắc kẹt. Thế là John liền thả nó ra. Từ đó về sau anh lại bắt đầu cuộc sống một người một chó. Bộ phim đến đây là kết thúc. Sau khi xem phim mình có một vài tổng kết. Trong xã hội, anh tôi đơn giản là không cần nói nhiều. Nếu muốn sống lâu thì đừng động vào chó của anh ấy. Và đừng quên theo dõi mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.